tại sao anh? Mấy nãy nó đánh từ 30 lên 34 thì anh tính sao anh? Trở về Phú Yên luôn hả? Là mình đang di chuyển từ thang máy đi lên stadium thì phía xa xa đó anh em có thấy không? Đó là sân khấu của chúng ta đánh ở trên đó. Quá, mỗi lần mình lên đây mình nhớ lại cái thời đỉnh cao của mình quá anh em ơi. Lên đường lấy cái cốc cho anh Ba thôi anh em ơi. Vô. Hay quá Linh ơi. Linh muốn nói gì trước cho trận xin cái điển nè mà Linh. Nói là sau một giải thể em sẽ giải thể. Cái miệng hồi này giả cái mỏ nó quá. Tranh thủ là chỉ một lần nữa trong đời cũng nhiệt tình nha. À, cái miệng nó thối thiệt á anh em. Đây anh em nhìn sơ xung quanh là đây là hàng ăn ở trên stadium. Đây là khu mà ăn uống đây. Lúc mà mình còn đỉnh cao mà còn đánh chuyên nghiệp đó thì mình hay ra ngồi đây ngồi ăn cơm sườn, cơm gà. Ăn mà tới nỗi mà nhân viên không lấy tiền luôn mà nói là anh chỉ cần tặng cho em một cái chiến thắng ngày hôm nay là được rồi. Ơi vậy chứ. Mà không lẽ ngày nào cũng ra tặng cái chiến thắng là ăn phi vậy được. Bởi vì có nhiều trận giả bộ thua đó để còn trả tiền cho nhân viên nữa. Đó, cho mọi người xem xung quanh nha. Tại là cũng có vài bóng hồng cổ vũ cho hai team lên thì do là tình hình dịch đó mọi người. Nên là không có bán, nghe đâu là không được bán vé đông, không được bán nhiều để cho mọi người lên xem. Là chỉ có tối đa là mỗi một bên là chỉ có 30 vé thôi. Dễ thương quá. Nhưng mà nay hiện tại là không ra ra cho mọi người nên mình không ra nói chuyện được. Ô, Mina. Mina mới lên hả? Anh cứ tưởng Mina trong bên trong đánh giải chứ. Anh quên em ghia chuột rồi. Em đang đợi nhà mang ghia chuột đến. Dạ, để anh mượn ghia cho hai đứa mình. Đúng rồi, tin tao bảo có gì chia sẻ nha. Anh dạ. Mượn ngồi trên 2 mà. Ok. Đúng rồi, nói chung mọi người trên 2 mà. Đó nhá, tí nữa cho em mượn đấy. Ok Mina nhá. Không kịp là cho em mượn đấy. Hello em có cảm nghĩ gì về trận đấu sắp tới của FPTC à? Em nghĩ là... Bốn không ăn tết luôn nha em. Cảm ơn em nha. Hiện tại đang xem mấy anh em mang bích cho mọi người. Hiện tại do là dịch đó mọi người nên chúng ta phải nên giãn cách chỗ ngồi nên là mình với Mina với lại Tư Linh phải chia nhau chỗ ngồi rồi. Đó, mỗi người chỉ ngồi được một khúc vậy thôi. Bài thơ hơi khó tí xíu, quay nó lại tấn công với lại just lay down là người lỗ người mặc máu lao vào đó bị lát xuống lại một hai tắc cửa anh tắc chân đường và tà với phương nó chỉ cần tới chân cuối với cô đô đã có thể chấp điểm khỏe cái chân đường sau đó ơi, nó sẵn sàng lắm nhưng còn Serenity đang hơi đơn độc anh ta còn tâm lý anh ta còn cái chân cuối của mình anh ta đang bị giữ chân lại anh ta sử dụng cái chân cuối của mình anh ta chưa sử dụng tâm lý tông quay trở lại đánh nhà cho đẻ.
Ôi xong đánh nhà đi. Dạ, sao anh? Cái này nó đánh từ 3-0 lên 3-4 thì anh tính sao anh? Trở về Phú Yên luôn hả? Anh nói sớm, để em biết phát ngày mai mình lên cái bài farewell luôn. Cảm ơn đóng góp của em đủ mái chừng 3 nha mấy Len. Để em biết bài không, ôm chủ Len. Mấy Len mới lại chúc mừng anh Len, mấy Len đã gia nhập team ngày mai là cảm ơn mấy Len. Cái khúc đầu nha, 3-0, ui. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi, lúc sau thì Huy Viện. À, nó, Huy Viện. Anh Huy Viện ngồi trong phòng nha. Nó mở chim. Anh Huy ngồi trong phòng à. Cái lùng má nó đánh nó với tới đồ hương anh đánh. Không, mà nó nghe mà. Mà nó nghe Huyền nó lùng bé Len ra đây, Huyền đánh vô đầu luôn. 20 phút nữa đi ha. Gì vậy? Má, Celeb. Celeb giữ lại cái ghế cho thằng bé Len đúng cho đi, cho đi. Mày sống sao ai cũng đuổi mấy Len ơi. Gặp tao như mày tao liền đó. Huy Biển, Huy Biển ơi, sẵn đồ sẵn đi nha em. Đi ơi, mấy Len đánh vậy em nói hai em thấy sao đi. Cho đi về quê nha. Anh bắt xe cho nó rồi. Anh em, giờ tụi mình ra tới quán ăn ăn mừng cái chiến thắng rồi là đầu đầu tay rồi. Quán lẩu biển hè. Lẩu biển hè. Đây là quán gọi là quán ruột của tụi tôi. Không phải, quán này gọi là mấy cái quán cấp hỏi thôi, mấy quán bình thường. Tiền đâu? Tiền đâu đi ăn cho sang hả anh em? Thắng giải vậy chứ được thưởng bao nhiêu đâu? Mấy con số không mà. Thôi giờ anh em mình đi lấy nước chấm đi. Cũng có nước lẩu rồi. Anh em chờ mình xíu nha. Mấy anh trai giới thiệu tôi ly cocktail được không? Gì vậy? Anh Bọn Sama, má áo đẹp quá anh Bọn. Anh em nào mua áo liên hệ tôi nha anh em. Nhà này vả quá. Dạ dạ. Ở đây có đủ đồ nghề luôn. Đậu phụ, giấm, bột ớt, ngon ngò. Tha hồ cho anh em để mà mít loại nước, nước chấm của riêng bản thân luôn đó chứ. Đây là gì ta? À đậu bắp à. Hai Bình mít cho tao chén đồ hai Bình. Mình nghĩ này chắc là cho muối tỉ chanh đó. Mấy cái mặt chua chua đó, giống như tiếng ngon nè. À đầu bếp chính EVTC đó. Phi ơi, cười lên cái Phi. Mày cha phải cười nhiều lên mày. Cười như bòn nè. Này là ly nó đại hết đó mọi người. Đó, 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 đó. Ly nó thắng. Mang ly nó trúng đậm hết chứ. Quán cốc mà lẩu nhìn ngon quá Tiến ơi. À, đợi anh quản lý đãi đi ăn. Đây anh, đây gì? CEO. CEO kid. Đó. Nước chấm của mấy anh em tự pha. Anh em ăn ăn gì cứ lấy. Còn lấy thêm thì tính tiền thôi. Đẹp trai không cho quay mày. Tính ra đợt đó lúc nãy là nếu Di Vin thua trận bầu là Huy Bình nó tính lấy ghiêng rồi vô rồi anh em. Mà may là anh Quyền cản nó. Mới thắng ngược lại 2-1. Mới Quyền có cản, Quyền kêu bảo vệ. Đâu nó đó chị. Mọi người ơi, cũng tới giờ tụi mình ăn rồi tranh thủ về lấy sức còn chen bên răng hàng nữa. Ở đâu xin mấy chủ China hết kia. Siêu 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 bờ Trung Quốc. Siêu siêu bờ Trung Quốc thôi, hẹn gặp mọi người ở vlog lần sau nha. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người nhớ like và subscribe cho mình nha mọi người. Super siêu bờ nha. Cái lưỡi hơi ngại tí. Bye bye anh em.